hướng sang làm nơi ngát niềm tin yêu đời. Năm mới đến, hãy làm cho các món ăn của quý vị thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn với nước mắm Việt Hương. Sản phẩm đặc biệt được làm bằng cá cơm và không hề có vị nồng như các loại nước mắm khác. Trước thềm năm mới năm Kỷ Hợi, xin mến chúc tất cả quý vị đồng hương Việt Nam và đặc biệt là quý vị khách hàng của nước mắm Việt Hương một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc dồi dào và vạn sự như ý. Xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi từ nhiều năm qua. Nước mắm Việt Hương, sản phẩm đặc biệt từ đất mẹ Việt Nam. Chúc mừng năm mới.